chào nhau lời tạ từ hôm nay rồi ngày mai xa cách, cho nhau những đắng cay của cuộc đời khi tình mình vội tan theo gió mây. Các bác các anh em đang được thưởng thức âm thanh phát ra từ một siêu phẩm loa JBL L7 thuộc dòng loa high-end rất nổi tiếng. Đôi loa rất quen thuộc trong cửa hàng của nhà em. Đôi loa có giá 26.800.000 đồng không bao gồm cước vận chuyển. Và nó đang đánh với lại một chiếc ni đờ lông BMA 890DG dòng tem đồng. Chiếc ni có giá 20.000.000 đồng. Và nguồn phát là một chiếc đầu Sony DAT A8 có giá 4.300.000. Đôi loa JBL có một chiều cao xấp xỉ 1m2, chiều sâu 45/5 và chiều rộng là 25/5. Rất nặng, xin nhấn mạnh, loa JBL L7 rất nặng.
Xin chân thành cảm ơn sự theo dõi của quý vị và các bác, các anh em.